À, mày quay đi, mày quay chán đi, mày cái thằng bố mày, là mày thích quay đi, mày quay đi. Ở đây. Bố mày chỉ ơi, bố mày thích chiến đấu này ơi. Phương nào? Phương nào cho phép để ba cái trụ này đây? Phương nào cho phép dân đây bắt đầu chửi phường, chửi xã, chửi công an, chửi hết. Đây là ba cái trụ bê tông nằm ở trên mặt đường 380 Kim Giang do nhà 380 tự đổ để chặn không cho các xe xoay đầu và đỗ gần với vỉa hè của gia đình nhà 380 Kim Giang này. Không hiểu là phường nào hay quận nào thuộc chính quyền đồng ý cho phép gia đình 380 đổ ba cái trụ này ở đây, và rất nhiều xe taxi, rất nhiều những xe ô tô đi qua khu vực này và quay đầu ở đây thì đều bị vướng vào cái trụ như này. Xe của mình thì vừa mới đỗ ở đây hạ đồ thì đã bị ném rác ở đây, rác đầy ở đây, và chủ nhà thì chửi với y xèo khắp cả khu phố, gây rối trật tự. Và hiện nay công an phường thì đang làm việc ở trong khu vực của phường. Ngoài việc đổ trụ ra thì nhà này còn răng một cái trụ bê tông và răng cái dây ở đây, trẻ con đi qua đi lại ở đây ngã rất nhiều. Và ngay buổi chiều ngày hôm nay thì có một bạn trẻ, bạn bé chạy ở đây đã bị chảy máu đầu gối. Gia đình 380 này thì vừa mới đổ rác lên xe của mình. Mình dựng xe ở đây để hạ hàng. Phía trước, phía đầu xe mình có một số xe dịch vụ biển vàng, taxi. Họ lập tức là lấy túi rác ném thẳng lên xe của mình. Đây vẫn còn rác ở trên táp lô xe. Và họ rất là hung hãn và vô học. 380 Kim Giang thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.